Đường huyết tăng lên bao nhiêu sau khi ăn cơm trắng vào buổi sáng? Chào mừng quý cô bác và các anh chị đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe 99. Quý vị thân mến, cơm trắng thì được coi là một món ăn được rất nhiều gia đình lựa chọn làm món ăn trong bữa sáng. Có thể là các gia đình nấu cơm như là bữa cơm trưa hoặc bữa cơm tối để ăn, hoặc là tận dụng lại những cái cơm thừa từ buổi tối hôm trước để hấp lại vào ăn sáng hôm sau, vừa tiết kiệm mà lại vừa no bụng. Tuy nhiên thì việc thường xuyên ăn cơm trắng vào buổi sáng như vậy có tốt hay không? Và đặc biệt là đối với những người mắc bệnh tiểu đường thì có nên ăn cơm vào buổi sáng hay không? Trong video ngày hôm nay, chương trình sẽ cùng quý vị tìm hiểu những cái nội dung sau đây. Phần thứ nhất đó là bệnh tiểu đường có nên ăn cơm trắng hay không? Ăn bao nhiêu và ăn như thế nào? Phần thứ hai thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành đo đường huyết sau khi ăn cơm trắng vào buổi sáng sau khoảng 2 giờ đồng hồ cho hai người. Người thứ nhất đó chính là bác Dung, một khách mời rất quen thuộc của kênh Sức Khỏe 99. Và người thứ hai thì cháu xin trực tiếp đo đường huyết trên bản thân cháu. Năm nay thì cháu cũng gần 30 tuổi rồi. Vậy thì sự khác nhau về lượng đường huyết giữa một người trên 50 tuổi và một người gần 30 tuổi thì xem là cái sự thay đổi rõ rệt về đường huyết sau khi mà ăn cơm trắng thì nó sẽ ra sao? Và liệu là cái việc ăn cơm trắng vào buổi sáng thì nó có tốt hay không? Đặc biệt là với những người mắc bệnh tiểu đường. Còn ở phần thứ ba thì chương trình sẽ cùng với quý vị tìm hiểu về những cái nguyên tắc ăn uống cho người mắc bệnh tiểu đường để đảm bảo là lượng đường huyết trong cơ thể không tăng quá mức. Và các bác thân mến thì đây đều là những cái thông tin và những kiến thức vô cùng quan trọng. Nên chính vì vậy mà quý cô bác hãy dành trọn vẹn thời gian để theo dõi hết chương trình ngày hôm nay. Nếu như quý cô bác có bất cứ câu hỏi hay ý kiến thắc mắc gì cần được chương trình hỗ trợ tư vấn và giải đáp thì vui lòng để lại bình luận phía bên dưới để ban biên tập của chương trình có thể giúp quý cô bác giải đáp mọi thắc mắc trong những video lần sau. Hoặc quý vị có thể gọi trực tiếp theo số điện thoại ngay trên màn hình để được hỗ trợ sớm nhất. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung chi tiết. Ở phần thứ nhất thì trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp câu hỏi bệnh tiểu đường có được ăn cơm trắng hay không, ăn bao nhiêu và ăn như thế nào cho tốt. Cơm trắng là một loại thực phẩm mà có hàm lượng tinh bột cao và thường được coi là một loại thực phẩm cần hạn chế ăn cho những người tiểu đường. Tuy nhiên thì điều đó không có nghĩa là người bệnh nên kiêng tuyệt đối hay là ăn quá ít, quá mức có thể, mà chúng ta ăn cơm thì phải đảm bảo các yếu tố sau. Căn cứ vào chỉ số đường huyết, khối lượng công việc và mức độ tình trạng bệnh lý mà người bệnh được bác sĩ chỉ định là ăn cơm ở mức độ nào là hợp lý. Thông thường thì khẩu phần tinh bột cho người bệnh tiểu đường trong khoảng 45 cho đến 60 g trên một ngày. Và theo nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng thì một bát cơm sẽ có khoảng 28 g tinh bột. Vì vậy thì tương đương với khoảng 2,5 cho đến 3 bát cơm thì sẽ phù hợp cho người tiểu đường và phân phối đều vào tất cả các bữa trong ngày. Tức là mỗi bữa thì trung bình các bác nên ăn từ 1 hoặc 1,5 bát cơm. Tuy nhiên thì tùy thuộc vào tình trạng của từng bệnh nhân, bác sĩ chuyên gia dinh dưỡng sẽ tư vấn cho bệnh nhân chính xác lượng tinh bột mà người tiểu đường nên ăn. Nên các bác cần đến bệnh viện để tham khảo ý kiến của bác sĩ cho chính xác nhất. Và vừa rồi thì chúng ta đã phân tích xong về lượng cơm phù hợp cho người bệnh tiểu đường ăn trong một bữa và trong một ngày. Giờ thì chúng ta cùng tìm hiểu về cách ăn cơm làm sao để tránh gây tăng đường huyết. Trong bữa cơm thì nên ăn cơm theo thứ tự đó là ăn canh, ăn rau và thức ăn trước, rồi sau đó thì mới đến ăn cơm kết hợp cùng với thức ăn. Bởi trong khi uống canh và ăn rau thì sẽ khiến cho bệnh nhân có cảm giác no hơn. Chất xơ từ rau thì sẽ giúp giảm hấp thu đường vào trong máu, nên từ đó sẽ hạn chế sự gia tăng đường huyết trong cơ thể. Nên ăn cơm đúng giờ, đúng giấc, không nên ăn cơm quá muộn và đặc biệt là sau 7 giờ tối, vì càng ăn muộn thì cơ thể sẽ càng khó tiêu hóa và mệt mỏi hơn. Nên ăn cơm gạo lứt thì tốt hơn là ăn cơm gạo trắng và lượng rau xanh ăn trong mỗi bữa cơm thì nên chiếm khoảng 50% tổng số thức ăn trong bữa ăn hàng ngày. Sau đây chúng ta cùng đến với phần thứ hai, đó là đo đường huyết sau khi ăn cơm. Và sau đây chúng ta cùng tiến hành đo đường huyết sau khi ăn cơm trắng để xem là đường huyết tăng lên bao nhiêu quý vị nhé. Quý vị thân mến, ở phần 1 thì chương trình đã cùng bà con tìm hiểu và giải đáp câu hỏi đó là bệnh tiểu đường thì có ăn được cơm trắng hay không? Và quý vị thì cũng đã thấy rất là rõ ràng và cũng đã có câu trả lời cho riêng mình. Nhưng để quý vị thấy được trực quan rõ ràng hơn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành thử đường huyết sau khi mà bác Dung và bản thân cháu đã ăn cơm vào buổi sáng ngày hôm nay, xem là đường huyết có sự thay đổi rõ rệt ra sao các bác nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đo đường huyết cho hai người, đó là bác Dung. Bác đã trên 50 tuổi rồi ạ.
và người thứ hai là cháu. Người dẫn chương trình luôn đồng hành cùng với các bác và kênh Sức Khỏe 999 sẽ trực tiếp đo đường huyết sau khi ăn cơm trắng vào buổi sáng. Và trước hết thì chúng ta cùng thử đường huyết cho bác Dung. Các bác thân mến, bây giờ thì cháu sẽ tiến hành lấy máu và đo đường huyết cho bác Dung. Rất nhiều video thì bác Dung đã thực hiện việc đo đường huyết, và xin nhắc lại là bác Dung là người cũng đã cao tuổi và năm nay bác đã hơn 50 tuổi rồi. Và dù là không bị bệnh tiểu đường, nhưng mà ở những người lớn tuổi thì lượng đường huyết bao giờ cũng sẽ cao hơn so với những người trẻ, và chức năng chuyển hóa thì sẽ giảm hơn so với thanh niên. Và sáng nay thì bác Dung chỉ ăn một bát cơm thôi. Bác ăn kèm với một chút ruốc cá, một vài lát quả sung và nửa quả trứng gà rán. Bởi vì buổi sáng thì không kịp nấu canh rau nên là bác chỉ ăn một số những cái món có sẵn thôi ạ. Bác ăn vừa phải chứ không ăn quá no hay là ăn quá nhiều. Và thời gian bây giờ thì đã sau 2 tiếng. Giờ chúng ta sẽ cùng xem là kết quả đường huyết của bác thay đổi ra sao ạ. Vâng, và kết quả hiển thị là 9,1 mmol trên decilit. Kết quả này thì thật sự là khá bất ngờ, vì so với nhiều những món ăn như là bánh cuốn hay là cháo thì cơm trắng lại tăng đường huyết rất nhanh và cao. Trước đó khi chưa ăn gì thì bác đo được là 5,8 mmol trên decilit. Thì cái mức đường huyết này có thể cảnh báo là đường huyết đã vượt mức bình thường so với các ngày khác. Và sau đó thì bác ăn một bát cơm trắng thì đường huyết từ 5,8 lên 9,1 như vậy. Chứng tỏ là đường huyết đã thay đổi thật sự là lớn. Tiếp theo thì sẽ thử đường huyết cho chính người dẫn chương trình. Sau khi mà tiến hành đo cho bác Dung là một người trên 50 tuổi thì giờ chính bản thân cháu sẽ tự đo trên cơ thể của mình để xem là bản thân cháu là một người trẻ tuổi, gần 30 tuổi thôi, thì ăn cơm trắng có tác động lên đường huyết ra sao. Và bây giờ cháu sẽ lấy máu và tiến hành thử đường huyết cho các bác thấy. Và giờ chúng ta cùng chờ đợi trong 10 giây ạ. Và đây là kết quả hiển thị trả về, đó là 6,4 ạ. Kết quả 6,4 các bác ạ. Cháu nhớ là bình thường khi mà ăn uống ấy, thì đường huyết của cháu khi cháu ăn khoai lang này, hay là ăn bánh cuốn, ăn cháo hoặc ăn phở thì đường huyết đo chỉ rơi vào khoảng 5,5 sau khi ăn 2 giờ, mà lần này đã vượt trên mức 6. Vậy là cơm trắng cũng đã tác động lên đường huyết rất là lớn đối với những người trẻ tuổi. Mặc dù là cháu không có mắc bệnh tiểu đường, thế nhưng mà nếu như thói quen ăn cơm trắng buổi sáng cứ diễn ra thường xuyên, liên tục thì sẽ không hề tốt một chút nào ạ. Vì vậy, việc quan trọng là các bác luôn luôn phải điều chỉnh loại thực phẩm ăn hàng ngày để đảm bảo đường huyết không tăng quá cao. Và chương trình thật sự rất vui khi đã tìm hiểu và cũng như đã đến tận nhà rất nhiều bệnh nhân đã sử dụng sản phẩm hỗ trợ bệnh tiểu đường, đó là Khang Đường Tâm Hồng Phúc của viện sĩ, giáo sư, tiến sĩ khoa học Đái Duy Ban. Với hơn 10 năm nghiên cứu tâm huyết, bác đã đưa ra sản phẩm từ 100% thảo dược, kết hợp từ dây thiều canh, giả cổ lam, sinh địa, ngũ vị tử và cam thảo, nhằm giúp cho người bệnh đưa chỉ số đường huyết về mức an toàn dưới 6,5, ngăn chặn nguy cơ biến chứng, khôi phục tuyến tụy và giúp cho người bệnh ăn ngon, ngủ ngon, tinh thần sảng khoái. Nên chương trình đặc biệt giới thiệu để bà con hữu duyên cùng biết đến và sử dụng. Và vừa rồi là hai thử nghiệm trên hai người bình thường và sự tác động của cơm trắng với đường huyết của họ. Bà con cô bác có thể tham khảo và tự tiến hành đo đường huyết cho chính bản thân để xem là đường huyết của chính quý vị có ổn định không. Nếu quá cao thì cần phải thay đổi chế độ ăn để đảm bảo an toàn cho cơ thể. Trên thực tế thì khó có một ngưỡng giá trị đường huyết an toàn chung cho tất cả các bệnh nhân mắc chứng bệnh tiểu đường. Tuy nhiên thì theo Hiệp hội Đái Tháo Đường Hoa Kỳ thống nhất, ngưỡng giá trị chỉ số đường huyết cho phép mà người đã bị bệnh tiểu đường rồi nên đạt được như sau. Lưu ý là các chỉ số sau đây là dành cho các bác bị mắc bệnh tiểu đường rồi ạ. Chỉ số đường huyết an toàn lúc đói. Bệnh nhân tiểu đường dưới 59 tuổi chưa xuất hiện biến chứng thì chỉ số sẽ dao động từ 4,4 cho đến 6,7 mmol trên lít, tương đương với 80 cho đến 120 mg trên decilit. Bệnh nhân trên 60 tuổi hoặc đã mắc các biến chứng thì chỉ số an toàn sẽ dao động từ 5,6 cho đến 10 mmol trên lít, tương đương với 100 cho đến 180 mg trên decilit. Tiếp đến là chỉ số đường huyết an toàn trước khi đi ngủ. Để hạn chế nguy cơ hạ đường huyết trong giấc ngủ, trước khi đi ngủ, người bệnh cũng cần kiểm tra mức độ đường huyết trong cơ thể. Chỉ số nên đạt được là từ 5 cho đến 8,3 mmol trên lít, tương đương với 90 cho đến 150 mg trên decilit,
dành cho người lớn. Từ 5,6 cho đến 10 mmol trên lít, tương đương với 100 cho đến 180 mg trên decilit đối với trẻ em từ 6 cho đến 12 tuổi. Tiếp theo là từ 6,1 cho đến 11,1 mmol trên lít, tương đương với 110 cho đến 200 mg trên decilit đối với trẻ em dưới 6 tuổi. Chỉ số đường huyết bao nhiêu là bình thường sau ăn? Tùy vào thể trạng của từng người, loại tiểu đường cũng như thực phẩm trong bữa ăn đó mà chỉ số sẽ khác nhau. Tuy nhiên thì giới hạn an toàn nên đạt được đó là dưới 10 mmol trên lít, tức là dưới 180 mg trên decilit. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu phần 3, nguyên tắc dinh dưỡng và luyện tập cho người mắc bệnh tiểu đường. Bữa ăn thì các bác nên tăng cường rau củ, trái cây và sản phẩm từ ngũ cốc nguyên cám trong các bữa ăn hàng ngày. Sử dụng thực phẩm nguyên hạt, thịt gia cầm bỏ ra và cá để bổ sung omega 3 và dinh dưỡng thiết yếu. Nên hạn chế thực phẩm chứa nhiều cholesterol, chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa. Nên giảm ăn muối, đồ ngọt và các loại nước uống có ga, có cồn và thịt đỏ. Luôn ăn đúng giờ, đúng bữa, tuyệt đối không được bỏ bữa sáng. Ăn chậm và dừng lại khi thấy vừa đủ. Các bác nên sử dụng các loại thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp, tức là chỉ số GI dưới 55. Nên hạn chế thực phẩm có chỉ số đường huyết cao. Nên tránh xa rượu bia và đồ uống có cồn. Ngoài việc ăn uống hợp lý và khoa học, thì hai điều quan trọng mà bà con luôn phải kết hợp cùng đó là giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ, lạc quan. Sẽ không thể chữa khỏi bất cứ một bệnh gì nếu như người bệnh mất hết niềm tin vào cuộc sống, đau khổ, chán nản, lo âu và tuyệt vọng. Điều này không những làm bản thân người bệnh thêm thống khổ mà gia đình, con cái luôn mang không khí nặng nề và khó chịu. Các bác hãy cứ vui vẻ và thoải mái tinh thần. Với người cao tuổi thì niềm vui tuổi già rất đơn giản. Hãy giao lưu cùng những người bạn trong hội người cao tuổi, tham gia những câu lạc bộ sách, thể thao, văn thơ hay là nhóm từ thiện, nhóm luyện tập dưỡng sinh hay một phương pháp rất tốt để bà con cùng tham khảo đó chính là tập khí công. Hàng ngày hãy luôn nở nụ cười tươi chào đón một ngày mới, loại bỏ hết tất cả những bực dọc trong lòng, xả bỏ mọi tâm hận thù, biết cách tha thứ và khoan dung đối với mọi người. Việc tiếp theo rất quan trọng đó chính là tập thể dục thể thao hàng ngày. Bên cạnh việc dinh dưỡng cân bằng, tinh thần thoải mái thì việc kết hợp rèn luyện thể chất cũng là việc không thể thiếu với bất cứ người bệnh nào. Chính chế độ luyện tập sẽ giúp kiểm soát lượng đường trong máu, cải thiện sức khỏe tim mạch cũng như tăng cường chất lượng cuộc sống. Các chế độ luyện tập phù hợp cho bệnh nhân tiểu đường như thế nào thì chúng ta có thể tham khảo, đó là đi dạo hoặc là chạy bộ. Mọi người bệnh tiểu đường nếu vẫn có khả năng đi bộ thì vẫn có thể dễ dàng được làm được điều này. Và tất cả những gì các bác cần là một đôi giày tốt và một không gian để đi dạo và chạy bộ. Phương pháp thứ hai có thể tham khảo là tập dưỡng sinh. Thì dưỡng sinh là một hình thức luyện tập lý tưởng cho những người mắc bệnh tiểu đường mà lại có khả năng gắng sức hạn chế. Dù chỉ là các động tác nhẹ nhàng nhưng nó cũng được xem là môn thể dục và còn giảm nguy cơ bị té ngã hoặc giảm căng thẳng, cải thiện sự cân bằng cũng như giảm tổn thương thần kinh do biến chứng tiểu đường. Tập dưỡng sinh cũng ngăn ngừa những biến chứng của bệnh tiểu đường gây nên. Phương pháp tiếp theo đó là tập khí công. Khí công thì sẽ bao gồm các bài công pháp và ngồi thiền, sẽ giúp cho người tập giữ ôn hòa từ trong thân, tâm và trí, từ đó cải thiện sức khỏe cả về thể chất cho đến tinh thần. Và ngoài ra, quý vị có thể tập yoga, bơi lội, đạp xe đạp, cũng đều là những lựa chọn lý tưởng để nâng cao sức khỏe và cải thiện tình trạng bệnh. Các bác thân mến, thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau giải đáp thắc mắc đó là bệnh tiểu đường thì có nên ăn cơm trắng hay không, ăn như thế nào và ăn bao nhiêu cho tốt, cũng như là tiến hành đo đường huyết trực quan để mà chúng ta thấy được rõ rệt về cái sự thay đổi về lượng đường huyết sau khi mà ăn cơm trắng nó như thế nào. Và bên cạnh đó là chương trình cũng chia sẻ đến bà con những cái nguyên tắc ăn uống để chúng ta có thể điều chỉnh được cái chế độ ăn uống phù hợp nhất cho bản thân để tránh được tình trạng đường huyết tăng cao và cũng như là giữ một sức khỏe ổn định nhất. Hy vọng rằng những cái thông tin và những kiến thức ngày hôm nay đã giúp cho quý cô bác phòng và điều trị bệnh tiểu đường tại nhà được tốt hơn và hiệu quả hơn. Cảm ơn quý cô bác đã đón xem video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.